Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn. Lời đầu tiên cho phép Trang gửi lời chào đến tất cả các quý khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như các quý khách hàng đã từng sử dụng qua viên uống Orinel Collagen, hoặc các quý khách hàng đang muốn tìm hiểu về một dòng collagen tốt nhất, chất lượng nhất để bổ sung vào cơ thể của mình. Và Trang có 7 phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn đây. Đầu tiên là cảm nhận về Vũng Tàu theo cách nghĩ của riêng Trang. Thứ hai đó chính là giới thiệu về sản phẩm viên uống Orinel Collagen. Thứ ba, đối tượng nào sử dụng sản phẩm này. Thứ tư đó chính là cách uống sản phẩm này như thế nào. Thứ năm, cách mua Orinel Collagen tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thứ sáu, kinh doanh dòng sản phẩm viên uống Orinel Collagen. Và cuối cùng, thứ bảy, lời tri ân đến tất cả các quý khách hàng. Có những câu thơ tình lục bát về Vũng Tàu. Thơ của nhà quê có hai câu mà Trang rất thích, đó chính là: tình em giữa biển Vũng Tàu, ngẩn ngơ bãi trước, bãi sau nắng tràn. Vũng Tàu là một trong những cái bãi biển đẹp ở phía Nam, có nghĩa là nó chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 3 tiếng lái xe đến đó thôi. Và mỗi cuối tuần thì biển Vũng Tàu thu hút rất nhiều các lượt khách du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các nơi khác đến, và cả du khách nước ngoài bạn nhé. Và khi đến với Vũng Tàu thì không thể nào bỏ qua những cái danh lam thắng cảnh tại nơi đây, cũng như những đặc sản về hải sản tươi sống và cực kỳ thơm ngon bổ dưỡng tại Vũng Tàu các bạn có thể chọn cho mình. Và các bạn có thể tìm hiểu thêm trên các trang du lịch để chúng ta có thể đến được những địa điểm nổi tiếng mà chúng ta cần. Và khi đến với Vũng Tàu thì Trang thường đến bãi trước hoặc là bãi sau, hồ Cốc, hồ Mây hoặc là cái hồ Tràm để tham quan vân vân, hoặc là đến cái tượng Phật A Di Đà hoặc là tượng Đức Chúa Giang Tay vân vân. Đó là những trong những cái thắng cảnh đẹp cũng như những địa điểm du lịch tại Vũng Tàu mà các bạn không thể bỏ qua cho mình. Và khi nói đến Vũng Tàu thì khí hậu ở đây có hai mùa nắng mưa rõ rệt. Mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì mưa rất nhiều, nhưng nó lại thu hút rất nhiều các lượt khách du lịch đến đây. Nắng nóng thì dân biển rất dễ bị đen da, kể cả các du khách đến đây nếu như không sử dụng kem chống nắng thì rất dễ bị ảnh hưởng đến làn da. Nhưng ngày hôm nay các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì có một dòng sản phẩm chăm sóc nuôi dưỡng làn da trắng hồng mịn màng từ sâu bên trong, giúp da của bạn điều trị nám da tàn nhang hiệu quả và tận gốc, đó chính là viên uống Orinel Collagen. Tại sao lại là Orinel Collagen mà Trang muốn chia sẻ đến tất cả các bạn? Bởi vì Orinel Collagen là sản phẩm tâm huyết của công ty dược phẩm Tâm Nhất, với nguồn nguyên liệu collagen thủy phân nhập khẩu trực tiếp 100% từ USA. Sản phẩm hơn 10 năm qua được các bệnh viện da liễu lớn trong cả nước chấp cánh. Và điều đặc biệt quan trọng hơn nữa đó chính là Orinel Collagen đã được kiểm tra qua lâm sàng, đánh giá về mặt chất lượng, hiệu quả, an toàn của một dòng sản phẩm collagen chất lượng phải có. Đó là tiêu chí bắt buộc các bạn nhé. Như vậy, khi bạn đã biết được Orinel Collagen vừa chăm sóc da, vừa điều trị nám da tàn nhang, vừa phục hồi làn da hư tổn, trả lại cho bạn sự chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ sâu bên trong, thì tại sao chúng ta không đồng hành ngay từ hôm nay? Đối tượng nào có thể uống được Orinel Collagen? Tất cả mọi người, kể cả nam và nữ. Nếu như bạn có nhu cầu chăm sóc sắc đẹp, có nhu cầu bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là cung cấp lại cái hàm lượng collagen suy hụt đó, thì bạn có thể đồng hành cùng với Orinel, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tốt cho làn da, vừa xóa mờ nám da tàn nhang hiệu quả tận gốc từ sâu bên trong. Thì đây là sản phẩm đang hướng đến cho tất cả mọi người, cũng như mang đến những sự trọn vẹn nhất cho bạn. Cách sử dụng sản phẩm như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất đây? Đơn giản có hai cách dùng như sau. Đầu tiên, đó chính là dành cho những người có làn da chưa có gặp vấn đề lão hóa, có nghĩa làn da chưa có gặp vấn đề gì trên đó hết, thì mỗi ngày bạn chỉ cần uống 2 viên Orinel Collagen vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút. Và đối tượng thứ hai đó chính là những người gặp vấn đề về nám da, tàn nhang, da bị lão hóa nặng, da cần phục hồi, da bị sạm không đều màu, thì mỗi ngày uống 4 viên Orinel Collagen, sáng 2 viên sau khi ăn sáng 30 phút, tối 2 viên trước khi đi ngủ 30 phút,
Uống liên tục trong vòng 1,5 tháng, bạn sẽ cảm nhận da của bạn thay đổi đến 80%. Và sau đó bắt đầu liệu trình thứ hai, mỗi ngày 2 viên duy trì trong vòng 3 tháng. Có nghĩa là kết thúc 4,5 tháng điều trị lạc da, da của bạn sẽ cải thiện từ 95% trở lên, mang đến cho bạn một cái nét đẹp và sự khỏe khoắn từ sâu bên trong. Nam giới uống vào còn mang đến những hiệu quả bất ngờ cho bạn nữa, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Trang để tìm hiểu nhé. Và hãy nhớ, uống collagen là uống đúng liệu trình từ 3 đến 6 tháng một lần, tùy thuộc vào mức độ làn da của bạn và độ tuổi của các bạn nữa. Biết chính xác thì hãy liên hệ với Trang để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể nhất. Khi các bạn đã tìm hiểu được Orinel Collagen và bây giờ bạn ra quyết định sử dụng sản phẩm này thì mua làm sao? Đơn giản hai cách sau đây. Đầu tiên, bạn có thể truy cập vào website orinelcollagen.com, chọn cái mục mua sản phẩm đó, mua hàng. Bạn bấm vào đó, sau đó nó sẽ có cái form hiện ra, bạn sẽ điền đầy đủ thông tin vào đó và chọn liệu trình mà bạn muốn sử dụng. Và sau đó sẽ có nhân viên gọi lại cho bạn. Hoặc đơn giản hơn nữa, kết bạn Zalo trực tiếp với Trang để được tư vấn, giới thiệu về sản phẩm và chăm sóc sức khỏe từ sâu bên trong và mua Orinel Collagen nhanh nhất. Đó là hai cách đơn giản để các bạn có thể thao tác mua Orinel Collagen để về sử dụng cho mình, cho cả chồng của mình nữa, để bảo vệ sức khỏe cả hai vợ chồng tốt nhất bạn nhé. Và khi bạn đã sử dụng Orinel Collagen đạt được hiệu quả rồi, bạn muốn kinh doanh dòng sản phẩm này thì làm như thế nào? Hai hình thức sau đây sẽ giúp cho bạn phát triển cùng với Orinel Collagen. Đầu tiên, đơn giản, khi đã sử dụng sản phẩm rồi, cảm thấy hiệu quả rồi, bạn cảm nhận được cái hiệu quả tích cực nhất và bây giờ bạn muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, thì bạn chia sẻ bằng cách nào? Khi bạn đi họp hội nhóm, bạn đi cà phê, bạn đi làm việc, thì bạn sẽ được hỏi tại sao da của bạn ngày càng đẹp hơn như vậy, bạn có bí quyết gì không, chỉ mình với. Thì lúc này bạn có thể chia sẻ về Orinel Collagen theo cảm nhận của chính bản thân bạn về một dòng sản phẩm chất lượng khi bạn đã đồng hành rồi đó, và bạn sẽ giới thiệu cho họ. Và mỗi đơn hàng thành công thì bạn sẽ nhận về cho mình 10% chiết khấu, đơn giản chỉ như vậy thôi. Chúng ta chia sẻ những gì thật nhất, những cái gì chúng ta đã trải qua cùng với một dòng sản phẩm tốt và chất lượng được các bác sĩ da liễu đầu ngành khuyên dùng thì còn chần chừ gì nữa, lại có chiết khấu hoa hồng cực kỳ hấp dẫn nữa. Cách thứ hai, kinh doanh Orinel Collagen. Kinh doanh thì phải bỏ ra vốn và đầu tư như thế nào là đúng, bởi vì Orinel có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, là một trong những sản phẩm thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, cũng như chiến lược hoạch định rõ ràng cho chiến lược phát triển Orinel Collagen. Từ bên chúng tôi đã cam kết cho tất cả các bạn 100% là mang lại lợi nhuận, và 100% sau 3 tháng bạn không bán được hàng thì chúng tôi sẽ thu hồi lại bằng số vốn mà bạn đã bỏ ra. Vậy còn chần chừ gì nữa mà ngay từ hôm nay, nếu bạn có đam mê cùng với việc kinh doanh, bạn muốn phát triển Orinel Collagen thì sao không đồng hành ngay hôm nay với Trang nào? Với những chính sách thưởng vô cùng linh hoạt chứ không phải cố định chỉ có bạn thưởng doanh thu cuối tháng đâu. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Trang để biết rõ thêm về vấn đề này bạn nhé. Khi chúng ta đã chọn được sản phẩm chất lượng, chúng ta có chiến lược hoạch định rõ ràng và sự yên tâm tuyệt đối, thì đó là một trong những cái vấn đề kinh doanh đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm. Và cuối cùng, Trang muốn tri ân đến tất cả các quý khách hàng của mình. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã từng theo dõi Trang trong suốt thời gian qua, cũng như những quý khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm của Trang tại Bà Rịa Vũng Tàu và trong cả nước. Lời cảm ơn chân thành nhất. Và ngày hôm nay, nếu như các bạn muốn phát triển sản phẩm này cùng với Trang thì đừng ngần ngại, hãy nhấc máy điện thoại lên và gọi ngay cho Trang, hoặc đơn giản kết bạn Zalo với Trang, hoặc là bạn lên website chính thức của Trang, nguyenthithitrang.com, để bạn điền vào thông tin đăng ký và sẽ có người gọi lại cho bạn sớm nhất bạn nhé. Và bây giờ, còn chần chừ gì nữa mà không nhấn một like, bấm nút theo dõi và bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức quen thuộc của Trang xin nhắc lại cho các bạn, đó chính là nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Các bạn nhé, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.